Quan Vũ và Triệu Vân là hai trong số năm ngũ hổ thượng tướng của triều đại nhà Thục Hán, là một trong ba cường quốc mạnh nhất của thời đại Tam Quốc. Hai võ tướng này, họ chưa bao giờ đối đầu với nhau trên chiến trận. Vì thế mà rất nhiều người đã đặt nghi vấn và cảm thấy tiếc rằng nếu Triệu Vân đối đầu với Quan Vũ thì kết quả sẽ ra sao, ai mạnh hơn và ai sẽ giành phần thắng, hoặc chí ít là tạo ra sự áp đảo so với đối thủ. Để giải thích cho những nghi vấn trên, chúng ta cùng đi tìm hiểu những trận đánh lớn, những chiến công của Quan Vũ và Triệu Vân trên chiến trường, để qua đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của hai hổ tướng này. Triệu Vân hay còn được gọi là Triệu Tử Long, là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Triệu Vân được lịch sử công nhận là vị tướng tài hoa, như không doanh kế ở Định Quân Sơn, hay huyết chiến dốc Trường Bản, là những chiến công cho thấy ông là tướng quân mưu lược toàn tài. Nhờ vào các chiến công của mình, Lưu Bị đã phong cho Triệu Vân, cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung và Mã Siêu, là ngũ hổ thượng tướng, trong đó, Triệu Vân là người đứng đầu. Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn viết, Triệu Vân cao 8 thước, mắt rồng mày rậm, mặt rộng má bầu, sống mũi diều hâu, lưng sói tay vượn, bụng beo, cưỡi bạch long mã, uy phong lẫm liệt. Những chiến công to lớn của Triệu Vân cho nhà Thục Hán đó là phá trận Bát Môn Kim Tỏa của Tào Nhân, cứu con trai Lưu Bị trong trận Trường Bản, chém hơn 50 tướng và cướp được bảo kiếm Thanh Công của Tào Tháo, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung, đánh người Man tộc do Mạnh Hoài cầm đầu, tham gia Bắc Phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy. Trong Tam Quốc, Quan Vũ được nói tới là nhân vật chính diện, vũ dũng hào hiệp, có khí phách anh hùng. Ông cao hơn 2 mét, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài 2 thước, oai phong lẫm liệt. Dưới trướng của Lưu Bị, Quan Vũ đã lập nên vô số công lao, mà điển hình là những màn đấu võ, trảm tướng đầy khí phách. Đặc biệt nhất phải kể đến chiến tích vượt năm ải, trảm 6 tướng của Tào Tháo, khi đưa hai người vợ của Lưu Bị trở về. Những nhà nghiên cứu Tam Quốc Diễn Nghĩa tóm lược rằng, Quan Công lập nhiều công trạng, trước sau chém được 17 viên tướng ngoài mặt trận. Một trong những sự tích nổi bật nhất là màn đột kích chém chết Nhan Lương. Người hâm mộ phim Tam Quốc, mà đặc biệt là nhân vật Quan Vũ, có thể thấy được tinh thần chiến đấu và võ thuật của ông. Ông xứng đáng là một trong những vị tướng tài giỏi bậc nhất trong thời đại Tam Quốc. Trước hết, vào thời Tam Quốc, khả năng và sức mạnh của Quan Vũ có thể nói là không có đối thủ. Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả, Thanh Long Yển Nguyệt đao là loại binh khí có mũi nhọn, cán dài, lưỡi có hình tượng bán nguyệt, trên đao có khắc hình con rồng. Thanh Long đao này, tương truyền nặng tới khoảng gần 50 cân, nặng hơn so với vũ khí của Điển Vi bên phía Tào Ngụy. Người này được biết đến là Cổ Chi Ác Lai. Tào Tháo đã ví ông với Ác Lai, vị tướng rất khỏe dưới thời Chúa Trụ. Đây là vũ khí Quan Vũ thường sử dụng, với việc sử dụng điêu luyện đao pháp, chứng tỏ võ công của Quan Vũ không phải dạng tầm thường. Dựa vào khả năng sử dụng Thanh Long đao vượt trội, ông thường ra đòn nhanh chóng, áp đảo đối thủ, để giành lấy lợi thế ngay từ đầu, và giành chiến thắng trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, khi Quan Vũ gặp phải một đối thủ cân tài cân sức như lão tướng Hoàng Trung, dù tuổi đã cao, nhưng thực lực của Hoàng Trung lại bất phàm. Trong trận chiến ở Trường Sa, Quan Vũ và Hoàng Trung đã có 3 trận đơn đấu quyết chiến. Thực tế rằng, Quan Vũ không hề chiếm được một chút lợi thế nào trước Hoàng Trung, thậm chí, nếu Hoàng Trung dùng cung tên thực sự, thì Quan Vũ đã phải mất mạng. Trong trận đánh tại Phàn Thành với Bàng Đức, Quan Vũ xuất trận, hai người đại chiến, hơn 100 hiệp không phân thắng bại, hai bên gióng trống thua quân. Quan Vũ về đến trại, nói với Quan Bình rằng, đao pháp của Bàng Đức vô cùng thành thục, quả không hổ danh là dũng tướng của quân Tào. Quan Vũ thấy dựa vào võ lực thì khó mà thắng được, ông đã dùng thủy kế mới thu phục, đánh bại được Bàng Đức, một sự kết hợp hoàn hảo giữa võ nghệ cao cường cùng với tốc độ phi thường và kinh nghiệm trận mạc của ngựa xích thố, đã tạo nên một Quan Vũ oai hùng, bất bại. Tuy nhiên, nếu không có thể lực sung mãn, thì võ nghệ của Quan Vũ sẽ ngay lập tức giảm xuống một bậc. Chẳng hạn, trong trận đấu tại Phàn Thành với Từ Hoàng, vết thương do mũi tên độc bắn vào tay vẫn chưa lành, cánh tay phải rất yếu, nên thi triển võ nghệ không còn được như trước nữa. Quan Vũ và Từ Hoàng giao chiến hơn 80 hiệp, ở trên thành quan sát, khi thấy cha mình không thể cưỡng lại được, trước sự tấn công của Từ Hoàng, Quan Bình vội đánh trống rút quân. Bằng chứng cho thấy Quan Vũ đã bại trận, Triệu Vân, hay còn được các tướng sĩ ca tụng là thường thắng tướng quân. Trong sự nghiệp binh đao của mình, Triệu Vân đã gặp không ít những hổ tướng, những anh tài kiệt xuất thời Tam Quốc. Suốt một đời chinh chiến, Triệu Vân gần như chưa gặp thất bại, đặc biệt là trong những màn đơn đấu, không ít danh tướng đã phải bỏ mạng dưới mũi thương bạc của Tử Long, dưới núi Ngọa Long,
Triệu Vân đã từng có một trận chiến khốc liệt với Chu Thương. La Quán Trung mô tả, Chu Thương là người có sức khỏe phi thường, hai cánh tay nhấc nổi ngàn cân, bắp thịt cứng, râu sồm, hình dáng dữ tợn. Chu Thương đã xông đến, quyết đấu với Triệu Vân. Hai người giao chiến, Triệu Vân thắng liền mấy hiệp, Chu Thương trúng phải ba đòn của Triệu Vân. Xét về mặt võ nghệ thì Chu Thương không phải đối thủ của Triệu Vân, điều đó cho thấy rằng những hổ tướng có sức mạnh cũng không dễ gì làm khó được Triệu Vân. Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi 25, trong chiến dịch Bạch Mã có đoạn tả, Quan Vũ chém Nhan Lương như sau, Quan Công nhảy lên ngựa, cầm thanh long đao phi xuống núi, xông thẳng vào thế trận của địch, quân Hà Bắc rẽ đôi như sóng nước. Nhan Lương thấy Quan Công lao tới, đang định cất tiếng hỏi, thì ngựa xích thố đã tới trước mắt, Nhan Lương không kịp trở tay, bị Vân Trường vung đao, đâm ngã xuống ngựa, cắt lấy thủ cấp, Quan Công thu đao rút về, như vào chỗ không người. Trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 2010, Văn Xú một mình đánh với cả Trương Liêu và Từ Hoảng, điều đó cho thấy, thực lực của Văn Xú mạnh đến mức, các tướng giỏi của Tào cũng đánh không lại. Thế nhưng sau đó, lại bị Quan Vũ dễ dàng chém chết, nhà văn La Quán Trung mô tả, vừa gặp Quan Vũ, đánh chưa được ba hiệp, đã thấy núng thế, liền quay ngựa bỏ chạy, ngựa xích thố chạy quá nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Xú, Quan Vũ đưa một nhát đao, Văn Xú chết ngay dưới chân ngựa. Trong hai trận chiến này, chém Nhan Lương là một màn đột kích, tấn công trực diện, khiến Nhan Lương không kịp trở tay, diệt Văn Xú là đòn truy kích từ phía sau. Còn khi giao chiến với Hạ Hầu Đôn, hai người giao tranh theo lối tấn công, áp sát trực diện, với ngựa xích thố, Quan Vũ vô cùng áp đảo. Khi bị Quan Vũ đánh rơi xuống ngựa, Hạ Hầu Đôn vẫn rất kiên cường chống trả, mặc dù có phần nhỉnh hơn, song Quan Vũ cũng không thể đánh bại được Hạ Hầu Đôn. Khi không có ngựa xích thố hỗ trợ, khả năng sát thủ của Quan Vũ bị ảnh hưởng rất nhiều. Có thể nói rằng, bài tấn công sở trường và hiệu quả nhất của Quan Vũ là đột kích. Trước tiên ông ra đòn tấn công bất ngờ, sau đó dựa vào võ nghệ và sức khỏe phi thường của mình để chiếm thế thượng phong trong hiệp 1. Khi đối thủ cảm thấy yếu thế và bỏ chạy, đó là lúc ông sử dụng tốc độ của ngựa xích thố để tiêu diệt kẻ thù. Bài tấn công sở trường của Quan Vũ có tạo nên lợi thế trước Triệu Vân hay không? Chúng ta biết rằng Triệu Vân không hề sợ đột kích. Bản thân ông đã từng đột kích nhiều tướng khác trong cuộc đời mình và đa số đều giành phần thắng. Cho dù là lúc thanh niên hay lớn tuổi, ông đều vô cùng dũng mãnh, được Lưu Bị khen rằng Tử Long toàn thân đều là can đảm. Triệu Vân không e sợ một vị tướng nào cả. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, và hoàn toàn có thể giao chiến tay đôi với Quan Vũ. Tuy nhiên, Triệu Vân liệu có thể đánh bại Quan Vũ hay không? Câu trả lời là rất khó. Quan Vũ chém Nhan Lương, diệt Văn Xú, Hoa Hùng, qua năm ải, chảm sáu tướng, mà tất cả họ đều là anh hùng. Đó quả là thành tích đáng nể. Triệu Vân cũng có hai cuộc giao chiến với các đối thủ đẳng cấp không kém, đó là Văn Xú, Hứa Chử, Vu Cấm và Lý Điển. Triệu Vân đánh nhau với Văn Xú tại trận chiến Giới Kiều. Lúc đó, Công Tôn Toản bị Văn Xú truy sát, sinh mạng khó giữ. Vào thời khắc quyết định, Triệu Vân đuổi kịp, ngăn cản và đánh lui Văn Xú, cũng có thể coi là kẻ tám lạng, người nửa cân với Quan Vũ, và trận còn lại là cuộc chiến không cân sức với Hứa Chử, Vu Cấm và Lý Điển. Trong trận Những Sơn, khi Lưu Bị thua chạy, đã bị ba tướng của Tào Tháo truy kích, Triệu Vân quay lại một mình nghênh chiến. Sau đó, ba viên tướng của Tào Tháo đã đuổi tới, Triệu Vân bị vây giữa ba mãnh hổ, nhưng chẳng chút nao núng, vẫn có thể đột phá, giải nguy cho mình và Lưu Bị. Khi đối đầu với các đối thủ ngang tầm, khả năng chiến đấu của Triệu Vân thực sự không tốt bằng Quan Vũ. Khả năng công và thủ của Triệu Vân được duy trì ở mức tương đối cân bằng và sức mạnh bền bỉ. Tuy nhiên, ông không có những pha ra đòn bất ngờ để kết liễu đối phương. Qua phân tích những trận đánh, những điểm mạnh, điểm yếu của Triệu Vân và Quan Vũ, có thể kết luận tổng quát như sau. Quan Vũ mạnh về tấn công, nhưng yếu về phòng thủ. Số bại tướng phải chết dưới tay Quan Vũ nhiều hơn Triệu Vân. Ông thường ra đòn nhanh chóng, áp đảo đối thủ ngay từ đầu và giành chiến thắng. Còn về Triệu Vân, thì khả năng tấn công và phòng thủ đều rất cân bằng, hợp lý. Giả sử nếu Quan Vũ và Triệu Vân phải đối đầu với nhau, hai người sẽ giao chiến không dưới 100 hiệp, mà không có ai giành thế thượng phong áp đảo. Kết quả là hòa nhau.